Thị trường các loại bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp với rất nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng về hương vị, mẫu mã và mức giá khác nhau. Nguyên liệu đầu vào tăng, hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá so với mùa bánh năm trước. Mức tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng một cái. Tùy vào chất lượng, trọng lượng, bánh trung thu được bán với giá từ 100.000 đến 400.000 đồng một cái và từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một hộp. Việc bánh trung thu tăng giá đồng thời còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nên sức tiêu thụ mặt hàng này khá trầm lắng.